Đây là cánh cổng tam quan của đền Tử Sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được xây 1966, tức là trên 55 năm à. Đây là cái cổng đường đi vào cái công trình của tượng đài. Cái đền Tử Sĩ á, thì cái chữ ở trên nó bị tróc rồi đó. Đây là cái cổng tam quan để đi vô bằng ở trong cái đền Tử Sĩ phía bên trong á. Thì bên này là vì dân chiến dấu, bên này là vì nước hy sinh, nhưng mà cũng bị tróc hết rồi. Trong cái thời gian lâu dài không có được tu bổ thì bây giờ nó bị bong ra cái chữ, tróc ra mấy cái chữ. Cái trụ làm bê tông mà chỉ mà xịt đá lên thôi, chứ không phải là cái tượng bằng đá, cái cột bằng đá nha. Có hình rồng, hoa văn hình rồng cũng còn lại rất là rõ. Đây là những bậc tam cấp để đi vào ở trong cái đền Tử Sĩ. Kiến trúc sư Lê Văn Mộ đó là cái người làm cái công trình này, thì có bốn cái đường đi lên ở trong cái đền Tử Sĩ này. Đây là cái cổng quay ra bên kênh đường chính quốc ta chạy thẳng rồi ra đường quốc lộ 1 á. Đó. Cái tượng này tượng Thương Tiết hồi xưa đó, nhưng bây giờ đã gỡ rồi. Cái này là chỉ để là cái hình cũ thôi. Nhưng điều khác Nguyễn Thanh Thu là người sáng lập ra, làm ra cái tượng này. Tượng này làm 1966 đó. Lúc trước đó thì cái đền này bị bỏ hoang, nó không ra chăm sóc hết á, cây cỏ rồi nó bọc lên, là nó bọc lên tùm lum tà la á. Đi vô rất là khó khăn, nhưng bây giờ thì có sửa chữa lại á, có một số người đi đến đây để mà dọn dẹp được, sửa lại, có người chăm sóc á, thành ra nó cỏ rồi nó trống, để đi vô thì nó đi vô là sạch sẽ. Cái đền nó xây trên một cái ngọn đồi cao á, thành ra phải làm những bậc tam cấp đi lên. Cái đền có hai tầng cái mái. Trong 58 năm á bỏ hoang, nhưng mà cũng còn giữ lại cái nét nguyên vẹn. Kiến trúc nó thô sơ nhưng mà có cái vẻ cổ kính. Bên trong thì lúc này được dọn, nó có người chăm sóc dọn dẹp thì nó cũng sạch sẽ, nhưng mà không có sơn rồi lại thôi. Cửa rồi nó cũng không còn nữa, cửa nó bỏ rồi, cửa sổ không còn nữa, cái cửa không có còn cửa nữa. Đây là cái bàn mới á,
Đây là bàn thờ mới được có là không có người chăm sóc ở đây ngay bây giờ, nhưng mà cũng có người thỉnh thoảng cũng có vô đây chăm sóc á. Đây có nhang rồi để sẵn nè. Đây cái cửa sổ thì không còn nữa. Thì có nhiều người vẽ bậy đó, thành có người để lại cái nốt đó là đừng có biên vẽ lên tường. Lê Tùng là cái người lo chăm sóc cái ngôi đền ạ. Đây là cái đây là nơi mà để an táng đó, làm lễ an táng này để cái quan tài lên nó chuẩn như chiến sĩ mà hy sinh cho Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa. Cuối cùng là tướng Trần Thiện Kim á, ông có đến thăm 1973. Đây là một cái hướng đi nè, nó có bốn hướng đi lên cây đền này. Đây là hướng đi thứ hai, phía bên phải thì trái, rồi bốn hướng luôn đều có đi lên đó, hướng đi lên của ngôi đền đó. Thì ngôi đền này nó cũng gần cái nghĩa trang quân đội Nguyên Hòa cỡ chừng 500 thước, mấy trăm thước. Đó là bốn hướng, bốn hướng đi lên đó. Hồi trước đó là nó một cây cỏ một tùm lum đi vô rất là khó khăn, thì bây giờ lúc này thì có người dọn dẹp á, ta đi lên được dễ dàng hơn lúc như lúc trước. Thì nó đi lên rất là khó khăn, cây cỏ nó mọc với biết cái đường đi. Năm 1906 là ông Nguyễn Tấn Dũng ổng có chuyển ra nghĩa trang quân đội Biên Hòa thành cái nghĩa trang Bình An á, nghĩa trang nhân dân Bình An. Cái bàn là bàn cũ hồi xưa ở trong cái đền á, bây giờ xin được cái bàn mới, thầy đổi cái bàn cũ ra bên ngoài. Thì chỗ này hồi xưa là cái cột cờ xưa đó, của Việt Nam Cộng Hòa bị cưa rồi ở dưới đó. Thì nơi đây cũng là nơi để mà làm lễ để cái quan tài lên trước khi mà chôn đem qua cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa phía bên đó cỡ cách mấy trăm thước đó để chôn.
cái máy ở trên thì cũng hư rồi đó, lâu quá thì không có tu bổ thì nó hư, nhưng mà cái sườn rồi là cái đèn thì nó còn, cái máy còn phải làm lại đó, không mà nó dột xuống nó hư nữa như tên còn dưới. Cái là xung quanh, xung quanh cái đền thì xây bằng đá xung quanh đó, làm cho cái tường thành nhỏ nhỏ đó. Cái này thì xây bằng đá hồi xưa. Cái này là đội năm công binh đó, năm 32 á, cất lên là xây lên 1966 và cái miếng đá đều để lại. Này công minh của Việt Nam còn qua làm á. Đây là phần xung quanh của ngôi đền. Chậu hoa này chắc mùa Tết á, người ta đem vô để á, để trong mùa Tết. Ở trên cái cửa, một cái cửa bậc tam cấp đây trên. Đây là cái bia đây ghi lại hồi xưa nhưng mà đã bị đập phá hết rồi. Đập hết là nó đập ra không có còn nguyên vẹn cả. Có thể là tổ quốc ghi ơn á, nhưng mà bị người ta đập rồi. Ra nhiều thành nhiều mảnh á, bia đá này cứng lắm á, nó không có tự nhiên nó hư đâu, cũng có người phá đó, nó bể thành khúc ở dưới, rồi bể từng miếng ở dưới. Ba miếng ráp lại thì mới thành cái chữ, bây giờ nó đập bể ra ba khúc rồi thì tổ quốc ghi ơn á. Đây là có một cái đường đi lên nữa, trong bậc tam cấp đi lên nữa, trong bốn hướng nó có bốn cái cửa lên. Quan cảnh xung quanh của ngôi đền ở bên ngoài bức tường. Này nó cũng gần bay sân bay đó. Gần sân bay ở Biên Hòa. Ở đây là cái nơi hồi xưa là sau 1975 có người treo cổ lên cái cây này đó, thành ra họ làm một cái bàn thờ nhỏ nhỏ. Thank you.
Đây là lối đi xuống để mà chôn á, nghĩa trang quân đội Biên Hòa, khi mà làm lễ xong đem xuống dưới chôn á, khoảng 5 năm trước á. Cái nhà như là nhà vệ sinh rồi này là để vô thăm rồi rửa tay rồi đó. Ở đây thì cũng có một cái trang thờ để đi lên một hướng đi đó, thờ cái gì thì không biết, có cái hình ở đằng sau á.